Trong lịch sử đã chùa về bà mẹ đẹp thế nhỉ, mẹ công chúa xinh thế nhỉ. Đây con ngồi đây con đọc sách nhé, ngồi chỗ này nhé nhé, chỗ này sạch nhỉ. Cái cuối của nó là nở to nhìn thích lắm. Đủ sống rồi. Rồi hay lắm mẹ đây. Mẹ đi nấu mì thế. Rồi nó ăn mì tôm sống bim bim của nó. Cho mẹ xin miếng nha. Ngon thế. Ăn miếng ôm sống còn khăn nữa. Mì tôm sống ngon không thể che, ăn chơi no lên mình quên hết lối về. Quên cái lối về thì ăn cái gì mà lại quên lối về á? Ăn mì, ăn chơi no lên, vừa ăn vừa chơi, no bụng, quên lối về, ngủ luôn ở ngoài đường. Mẹ xinh không bổ sung không? Mì ấy ngon không? Ngon. Mẹ mẹ xinh không? Mì ấy giống bim bim không? Giống. Giống bim bim này. Con này, thế mẹ có xinh không? Mẹ xinh không? Mẹ sau này lớn lên mẹ còn xinh nữa không? Sau này mẹ con lớn lên con có thấy mẹ xinh không? Có con nói sau này con lớn lên sau này con lớn lên con vẫn thấy mẹ, con vẫn thấy mẹ. Mẹ đi xinh nghe xấu con vẫn thấy mẹ xấu à? Con thấy mẹ gì xinh, con nói lại nào, nói lại mẹ nghe, cho này lớn lên, nói đi, cho này lớn lên làm sao, hả?
Ừ, nói đi. Uống nước mẹ. Thế nói đi, sau này lớn lên. Uống nước. Nói đi rồi mẹ lấy nước nhá. Sau này lớn lên con vẫn thấy mẹ xinh, nói Sau này con lớn lên con vẫn thấy mẹ xinh. đi. Mẹ còn uống nước. Nó hết nước rồi. Ăn mì ít thôi, không có nước phải uống đâu. Mì tôm sống là uống nước. Thưa đại ca, sắp hết nước rồi, uống ít thôi, hết nước của mẹ. Cho mẹ xin miếng. Ngon. Bim bim ngon, mì tôm bim bim giòn. Không cũng còn mơ ước đến năm bim bim nữa không, Uống nước. không còn mơ ước đến bim bim nữa không, hay là bim bim rồi còn gì nữa, đúng không? Thôi không ăn nữa nhá, bây giờ hết nước rồi này. Hết nước rồi, hết sạch rồi. Không còn gì nữa à. Muốn đều. Tôm này cho lấy dầu mới có em sự và chút của nó vào ăn ngon lắm, trộn với mì tôm sống bẻ vụn ngon như bim bim. Bim bim không bao giờ ngon bằng luôn mà lại đắt. Thôi hết nước rồi nhá, thôi đừng ăn nữa, không ăn nữa. Không có nước uống đâu. Nó ăn cả mì tôm sống, mì tôm chín mà. Ngon không ạ? Ngon. Cái gì đấy không lắp được à? Đưa đây mẹ lắp cho. Đưa mẹ lắp. Con không được lắp không đúng chiều thế nó không vào đâu. Đừng có lắp ngôi sao ra nó không vào đâu.